hơn 60 năm gánh nước thuê xác lập kỷ lục Việt Nam. Cụ Nguyễn Đường sinh năm 1931, hiện đang sinh sống cùng hậu phi và đàn ông trong căn phòng chật hẹp tại con hẻm số 47/22 đường Trần Hưng Đạo, phường Minh An, thành phố Hội An. Mấy chục năm về trước, khi nhiều gia đình ở Hội An cần nguồn nước sạch từ giếng nước Bá Lễ để nấu món đặc sản cao lầu, cụ Đường khai mạc công việc gánh nước thuê. Khi đó, cụ 18 tuổi. Ngày ngày cụ Đường mang đôi quan gánh trên vai cùng hai chiếc thùng và cái gào múc nước rong ruổi khắp con phố, ngõ hẻm từ sáng sớm tinh mơ, khi trời còn phủ đầy sương rét cho đến lúc trời tối mịt mờ. Khi làng mạc đã lên đèn, cụ thế hệ quay trở về với mái ấm gia đình. Cụ Đường làm nghề gánh nước thuê từ khi cụ 18 tuổi. Ảnh, làng Mai. Bằng công việc gánh nước thuê vất vả và nặng nhọc, cụ Đường là lao động chính của cả gia đình trong suốt hàng thập kỷ qua. Hình ảnh cụ Đường trở nên quá quen thuộc với người dân Hội An bởi ngày nào người ta cũng cầm gặp cụ gánh nước đi qua từng con phố, đến từng ngõ hẻm. Với hơn 60 năm gánh nước thuê ở Hội An, cụ Nguyễn Đường đã được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục người gánh nước thuê trong thời gian dài nhất tại Việt Nam. Hai đời gánh nước thuê. Năm nay cụ Đường đã ngấp nghé 90, tuổi cao sức yếu, không còn khả năng gánh nước thuê mưu sinh như trước nên đã truyền nghề lại cho người đàn ông duy nhất của mình là anh Nguyễn Quốc. Do lao lực trong suốt thời gian dài, những năm gần đây cụ Đường đã ngã bệnh và phải điều trị kém cỏi xuyên. Hoàn cảnh gian khổ của gia đình cụ Đường chưa dừng lại ở đó. Người hậu phi kém cỏi 2 tuổi của cụ Đường cũng già yếu. Người đàn ông duy nhất của họ bận bịu bệnh tâm thần từ nhỏ, năm nay 63 tuổi vẫn không hậu phi, không con và sống thông thường với bố mẹ. Gia đình cụ Đường. Ảnh, làng Mai. Lúc vui, anh Quốc có thể đi gánh nước thuê thay bố, lúc buồn anh lại là nỗi ám ảnh của gia đình và làng mạc. Với hậu phi chồng cụ Đường, chỉ khi nào anh Quốc tỉnh táo, không phát phách bà con làng mạc thì họ thế hệ có thể ăn yên, ngủ yên. Ngày nay, nhu cầu sử dụng nước máy dần thay thế nguồn nước giếng đã làm cho công việc gánh nước thuê của gia đình cụ Đường trở nên ế ẩm hơn xưa, ít có người thuê. Điều này đồng nghĩa với việc gia đình cụ Đường mất đi nguồn thu nhập để trang trải cho cuộc sống. Cụ Nguyễn Đường đã xác lập kỷ lục người gánh nước thuê trong thời gian dài nhất tại Việt Nam. Ảnh, làng Mai. Khó khăn chồng chất gian khổ, khi miếng ăn còn lo chưa hoàn thành thì nơi ở lại là vấn đề khác. Miếng đất nơi gia đình cụ Đường đang sinh sống chỉ được chứng nhận bằng giấy viết tay từ ngày xưa, chưa có giấy chứng nhận chính chủ nên đang gặp phải nhiều điều bất cập về quyền sử dụng và tính pháp lý. Hoàn cảnh éo le của gia đình cụ Đường đang rất cần thu được sự giúp đỡ, cung cấp kịp thời từ độc giả cũng như chính quyền địa phương để cuộc sống của gia đình có hai đời làm thuê bớt đi phần nào gian khổ.